Chào bạn Hiền, lâu quá. Gì? Gà hả? Ủa, sẵn sàng nhận thôi. Nè, bữa nào sắp xếp có 2 3 ngày lên Sài Gòn với tôi nha. Ừ, rồi hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Gà hả ba? Ừ, ba có người bạn trên núi đó, biếu mấy con gà. Hay quá. Dạo này sức khỏe sinh lực của con như nó bị xuống thấp quá hả ba? Sinh lực của con thì kệ con chứ, quan trọng là sức khỏe của ba kìa. Gà sẽ là của con nha ông. Cho mình một cái với. Ừ, cho mày cái cặp phao câu quá. Ý ơi, Dạ. biểu Dạ. hôm nay có người đưa gà tới á, con nhận giùm ông ha. Dạ. Sẵn con chạy ra chợ á, con mua nhân sâm nhiều nhiều nha, tại vì gà mình hầm với nhân sâm ăn nó mới ngon mới bổ. Khỏi đi, ông không thích nhân sâm, con bỏ nhẫn nhục nè, kỷ tử với lại táo tàu là được rồi. Vậy bỏ ít nhân sâm cũng được. Tôi không thích nhân sâm. Dạ, vậy lát nữa con chỉ bỏ kỷ tử, táo tàu với nhẫn nhục thôi ạ. Chịu tướng. Không, mấy con gà gì giữ như quỷ á, trời chưa thấy con gà nào như con gà này hết trơn á. Dạ, xong. Cái người gửi hàng á kêu là chỉ cần chùm cái mấy vải đen này lên á thì mấy gà nó không có sao đâu. À, em biết rồi. Cảm ơn anh nha. Vậy rồi tôi đi trước nha, có gì chị giữ nha. Bye bye chị. Tôi chào ông. Ủa sao ngu vô tay không? Mà gà đâu? Dạ, mấy con gà nó còn sống, con kêu người ta để trong lòng rồi ông. Ừ, vậy được rồi. Dạ. Phải gọi mà điện rồi. Ông ơi. Cảm ơn ta các. Con thấy mấy con gà nó kỳ kỳ á không? Kỳ kỳ là sao? Bộ nó bệnh hả? Dạ không. Mà sao con thấy nó quậy quá trời luôn. Ông quên không nhắc con, mấy con gà nó khỏe lắm, nó tăng động lắm đó. Dạ, con chào ông mới về. Trời ơi, mấy cái con gà này sao nó ồn ào quá trời là ồn ào nhất cả đầu luôn. Dạ, mặc dù con sống ở trên núi cũng chưa thấy mấy con gà nào mới dữ vậy luôn á ông. Điều này chắc phải không có nhốt nó ngoài sân. Ngọc, tụi dạ. Coi đem mấy con gà ra ngoài chợ cho ba nghe chưa? Con đem hả ba? Vậy ba đem nghe con. Mấy chuyện này là của tâm ý mà. Con nghĩ sao vậy? Cái cùng già gà nó bự như vậy mà sao nó khiêng nổi? Vậy thôi để con làm. Đi đâu á? Chuồng gà nuôi trong nhà hả? Ba không thấy con ăn mặc hả? Đẹp quá mà ba. Ăn mặc gì đem gà ra chợ người ta cười mắc cỡ chết. Con lên thay đồ rồi con đi. Trời, nó tự tin một cách khủng khiếp với nó luôn. Lại lên, lại lên. Con đem mấy gà ra chạy cho ba. Rồi chậm lực quá, không lên. Gì? Cái gì vậy? Màu đi học đi, tới đi lên con. Con bị sao vậy? Ôi rồi nó gắn như nó quạo rồi mổ. Trời đất ơi, con gà sao nó quạo con vậy? Dạ, hồi nãy Lam Chi với con đi học về, mấy con gà lao ra mổ với quạo nữa. Con thì dùng cặp đỏ không sao, còn Lam Chi thì... Gà nhốt chuồng sao nó quạo nó mổ Lam Chi được? Dạ, con nhắc rồi mà Lam Chi không nghe, cứ tới mở cửa chuồng. Trời ơi, gì sao mở cửa chuồng chứ vậy con? Rồi giờ mấy con gà đâu rồi? Dạ, mấy con gà chạy lung tung ngoài sân hết rồi. Trời đất ơi. Đau quá bà. Ráng chịu đau một xíu nha con, không sao đâu. Rồi giờ làm sao bắt lại mấy con gà đây? Đúng là mấy con gà chết tiệt thì thiệt chứ. Ba để đi, con bắt hết tụi nó cho. Ba tin tưởng rồi con, cho tụi nó biết tay con. Dạ. Ba ơi, nhưng mà nó dữ lắm luôn á, bự cho bá luôn. Mấy con gà làm sao làm khó ba được. Ba sẽ báo thù cho con.
hết rồi. Quay qua cho con dán chú. Quay ra cho người ta dán. Dán nữa hả? Dán nãy giờ quýt cái mặt luôn, dán hoài trời. Nhẹ nhẹ thôi cho con, đau lắm á. Nhẹ thôi, nhẹ. Ôi da, da, giết người à. Lỗi chú, con xin lỗi chú. Nhẹ, trời ơi. Con, một miếng nữa nha chú. Dán cái gì mà đau chịu không nổi luôn á. Cầm cái kiến để tự dán cho. Dán con nhẹ nhàng mềm mỏng, người ta không đau. Dán cái gì mà như đau quá trời quá đất luôn à. Bên đây nghe chú. Thấy rồi, con mắt đâu có đuôi đâu. Đi coi coi coi. Rồi, ngay đó đúng không? Dạ. Dán cái dán nhẹ nhẹ. Nè. Đó, dán nhẹ nhẹ vậy có đau không? Ủa sao nó lọt qua bên rồi ta. Trời ơi, ông ấy ông dán vô kiến kìa ông. Vậy hả? Trời, con đau quá ba. Ôi, con thật làm cái đó tin ba. Ba đúng là dở em. Nói là nói cho dữ vô. Làm không được cái gì hết. Tại ba không biết cơ hội. Dán nữa hả? Dạ, dạ, để con dán cho chú. Thôi, để chú dán nha. Thôi, thôi, thôi. Để nó dán. Mày dán hồi nó đầy kiến luôn vậy. Để người ta dán. Ba con kể ba nghe nha. Rõ ràng á là con dí con gà đó rồi. Con nó tả xung hữu đột ha. Đấu với nhau 365 trận. Ây da, trời ơi, trời giết rồi á. Xin lỗi chú, xin lỗi chú. Xin lỗi, xin lỗi. Rồi giác cái nào cái đấy nó đau như quỷ gì đó. Rồi sao nữa? Con nó tả xung hữu đột đánh nhau quá trời luôn. Rõ ràng con đang dí nó chạy. Tự nhiên bất ngờ qua. Nó quay rồi nó chơi cú hồi mở kê với con. Con phản xạ không kịp cho nên ngồi đây luôn nè. Con thấy chú toàn bỏ chạy không à. Con ở trong này con biết cái gì? Bỏ chạy gì? Con nói bỏ chạy ông la chú sao? Không không, ba không có la con. Bệnh mà khoái ra gió mày ghê. Nào con nói ba nghe nha. Cái con gà nó không phải con gà đâu ba. Nó là con quỷ. Nhìn vô cặp mắt nó coi nó ác hay ghê luôn á. Thôi thôi ông đừng có quỷ quỷ không ơi. Ông bắt con gà không xong ông còn làm được cái chuyện gì nữa. Chú ơi, chú có sao không chú? Nhìn cái ngọt đi rồi có sao không con? Trời ơi, còn gì là Ngọc Sa Ma nữa. Cái gì sao dám ra đường trời. Ra ngoài đường chi? Giờ cũng dán cái mặt ra ngoài cho ba mang nhục hả? Bây giờ ba muốn ra không biết làm sao rồi nè. Gà quỷ gì á. Dữ dữ quỷ gì đó. Không biết gì nữa làm gì ngoài đó nữa. Ở đâu rồi, đâu rồi? Kệ tôi. Đừng có ra, mấy con gà nó không trở hết cái nhà mình rồi. Làm lú không à. Cô nói thiệt. Con kèm mấy đứa ơi. Nói rồi không nghe. Mở cửa chi cho nó lên một gạch. Mày nín đi nha. Thấy con dày không rút kinh nghiệm hay sao? Mày nói nữa tao dán vô miệng mày bây giờ á. Bây giờ muốn ra ngoài không biết làm sao. Bây giờ ai á mà bắt được gà tao thưởng. Rồi. Còn có cái sáng kiến này nào ba? Nói. Hay là ba gọi điện cho mấy ông bạn của ba ở trên núi xuống bắt con gà này đi. Mấy ông cho con gà đó. Tôi không ngờ mày có thể mày có cái suy nghĩ của nó vượt thời gian vậy. Ta rảnh quá ha. Nhín một chút thời gian cũng được mà. Thôi không được. Ba. Gì nữa? Có sáng kiến nữa rồi. Nữa gì? Nhắc chuột trên núi mới nhớ. Ừ. Tâm ý. Con ở trên núi đúng không? Con ở trên núi chắc là con biết bắt gà cái gì. Ừ đúng rồi đó con. Con ở trên núi có giờ con bắt gà không? Chứ mấy người ở thành thị giống như chú với ông rồi đâu biết bắt gà. Dạ, tuy con ở trên núi nhưng mà con chưa bao giờ bắt gà hết á. Nhưng mà con ở trên núi thì chắc con biết bắt gà núi mà con bắt được mà chú tin con. Bắt quá lên hai gạch thôi không sao đâu con. Trời mày, mày là đàn ông con trai mà bắt không được. Người ta phụ nữ sao ta bắt được. Thiệt tình. Giờ đâu còn ai có khả năng bắt được con gà đó trời. Ai? Tâm Anh. Dạ. Hay là con thử con ra con bắt con gà đó. Sao nó lẹ dữ vậy? Dạ thôi, để con thử vậy. Chú tin con. Chị ơi. Tâm Anh hả? Chị nhớ đi cẩn thận nha chị. Ừ, chị biết rồi. Chị ơi. Ừ? Bây giờ em chỉ còn mình chị thôi đó. Nếu chị có gặp chuyện gì thì em biết sống với ai. Sao mà
Em nói giống như đang tiễn đưa chị vậy. Thôi, chị đi đây. Chị đã nói là chị biết rồi mà. Là chú đó. À, chú hả? Ừ. Gia đình chú trông cậy vào con đó chứ. Kiên cường lên tâm ý. Dạ. Ừ. Ráng nha con. Cẩn thận. Trời ơi. Trời ơi. Ủa nó làm cái gì mà nó làm cái gì vậy? Không sao đâu con, không sao đâu. Con không sao đâu. Chết con. Được chưa con? Chưa lẽ, chưa lẽ. Chị ơi, sao rồi? Chị thắng rồi đúng không? Thưa mọi người, con có bị thương ở đâu không? Chị có sao không? Con đã bắt con gà được cho mọi người. Yeah. Giỏi lắm. Gà đâu á? Con gà đâu? Dạ, đây nào. Trời đất. Bắt gà tại sao lại ép luôn nha. Ông yên tâm, con còn ở lại rồi ông. Vậy hả? Rồi rồi vậy. Bây giờ đưa chú vô chú mần nó. Con ra bắt cái con kia tiếp đi. Đây chú. Cẩn thận. Chứ cũng trả thù nó nè. Ừ. Mày hồi nãy mày hành hạ tao sao nó nặng dữ vậy con? Trời ơi con quỷ gà nó nặng dữ vậy. Trời. Ủa cái này là đá mà phải không? Trời trời con. Mở con mắt to ra. Cục đá con gà đâu? Trời ơi sao tự nhiên con còn cục đá? Ủa cục đá hả? Trời ơi. Chết cha. Hồi nãy con ra con không thấy đường. Con thấy cái gì đen đen con hoa đại à. Trời ơi cũng như không à. Giờ sao đối phó nó đây? Trời ơi nó biết gõ cổ luôn. Nó tấn công vô tới rồi bạn ơi. Thiệt không? Giờ sao đây? Thằng ơi. Thằng ơi. Quên Nguyên. Thằng Nguyên. Trời ơi Nguyên. Ông Nguyên ơi. Anh Nguyên. Con sao Nguyên? Trời ơi Nguyên. Ủa sao? Con ăn con gà luôn rồi hả? Ủa sao nhà mình có mấy con gà dữ vậy bà? Cái đó là gà của bạn ông gửi lên á. Em xin lỗi. Cả nhà ơi. Nhà này giờ mà ai cũng lên gặp là sao ta? Còn mày nữa, mày đứng mày dòm xuống đó, nó thấy mày nó chạy lên đây thì sao? Mấy con ác nhân đó nó chiếm ngự phòng khách rồi bờ. Tự nhiên giờ cả gia đình không ai đi đâu được hết á. Con cũng vậy nè, con định qua nhà Thảo chơi mà tại mấy con gà ác quỷ đó không á. Sao tự nhiên tôi rước mấy con gà ác quỷ này về chi mà giờ giống như bị đi bế môn tỏa cản, không có làm gì được hết. Mẹ mà về thì chỉ cần đá dài phát thôi là tụi nó sẽ chết liền. Phải rồi. Đúng rồi. Duy nhất chỉ có con thám qua nó có thể trị được mấy con gà này. Hỏi đi chú vợ mày đi. Dạ. Mấy cái con gà ác quỷ này tao sẽ cho tụi bay về châu Diêm Vương. Dạ chị Hoa. Ô, em chưa về nữa hả? À, dạ chưa, em sắp sửa xuống đấu một trận với lại mấy đứa học sinh ở dưới. Chị có muốn chơi chung luôn không? Thôi đi, không phải là chị không muốn chơi. Nhưng mà ở nhà gọi chị về có công chuyện gấp. À dạ. Ờ, mà nè. Dạ. Ít fan quá hả? Muốn thi đấu đặng gom thêm fan hả? Dạ chị đừng có ghẹo em nữa. Thầy hiệu trưởng mà nghe là la em nữa đó. Em đừng có lo. Thầy hiệu trưởng ai cũng biết hết á. Tánh của thầy nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Thầy là khẩu xà tâm Phật đó. Dạ. Nè em về sau nha, chị đi thay đồ rồi về trước. Dạ. Bye. Dạ chị về trước. Sao vợ giờ mày cũng chưa về nữa? Con gọi rồi, con ấy nó đang về đó ba. Thì gọi cho nó nữa. Trời ơi gọi hoài vợ con la con, cổ đang chạy xe phân tâm. Từ từ có về tới, đau quá. Sao tự nhiên thấy im reo không? Không biết giờ nó đang khóa mắt gì dưới. Biết nữa. Hay là ba xuống ba coi thử rồi. Con đá mày bây giờ á. Mày đi xuống coi. Mặt con hết chỗ gạch được rồi ba ơi, xuống nữa chỗ đầu gạch. Bây giờ tao biểu mày xuống không? Nhưng mà mày thấy không? Đó bao nhiêu con người ở đây. Mày không có làm được cái gì hết. Rồi bây giờ không biết nó quậy phá gì dưới nó. Thì mày có cách trách nhiệm lớn nhất trong nhà. Mày là thanh niên mày phải xuống chứ. Xuống thiệt hả? Ừ. Nguyên. Dạ. Xin con ra trong bao nhiêu khó nhọc thể hiện tình cảm của con dành cho ba đi. Con đừng có con cá gì, đứng dậy con, đứng dậy. Bà thương.
đi trước đi. À, ở sau khỏi giữ con đi con. Yên tâm đi, có chuyện gì ông con chịu trách nhiệm. Cái thằng từ từ con. Con đi nhẹ nhẹ thôi, có tiếng động rồi nó nghe đó. Mấy con này là quỷ, nó thấy nó tai lắm. Ủa ba ơi, nó kìa, nó kìa. Ở đây còn nè, kìa con. Ủa, hồi nãy ba con luôn mà, còn con ở đâu rồi? Chuyện gì? Nói. Dạ, ba con Thiếu Quý. Ai Thiếu Quý? Ba có một gạch, ba là Thiếu Quý. Ba Thiếu Quý chắc mày là đại tướng. Nói đi. Tình hình nguy cấp lắm rồi. Lũ ăn nhân nó bây giờ nó không những chiếm phòng khách mà nó chiếm luôn cái mép luôn rồi. Trời ơi trời, tự nhiên giờ nhà mình nó vô nó chiếm cái nó đẩy toàn bộ gia đình lên lầu ở. Cái gì vậy trời? Cái gì mà nhà cửa bữa nay bề bộn như vậy trời? Trời ơi, ở đâu ra ba nó bay quậy cái nhà này tưng bừng vậy hả? Chưa ăn ba cú đá của tao mà chưa sợ mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng có động. Con gà nó gà đó. Bình tĩnh đi, tiếng vợ mày. Nghe là tao, hồi đó, ai đi đó. Nó gài mình để mình xuống, nó lên gạch mình đó. Gà biết kêu cứu hả mày? Tiếng vợ mày. Đó là tiếng con. Nó gài. Nó gài tin con đi, con kinh nghiệm lắm. Tiếng cô đó. Trời ơi. Em. Cô ơi, cô ơi. Sao cô? Sao vậy? Có sao? Tránh ra, tránh ra cho tôi. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra coi. Mày hay quá ha. Gà gài á. Gà gài bây giờ vợ mày nó ra nông nổi này mày thấy chưa? Em có nhỏ mà sao để mấy con gà nó hoài em te tôi vậy? Tụi nó không phải là mấy con gà, tụi nó là mấy con quỷ. Đúng rồi. Cô ấy lên gạch cho cô. Mau con, mau lên gạch con. Đánh nha. Con gà nó biến thành cậu ba để nó gài mình nữa đó. Cái thằng loạn thần, mày loạn thần. Xí. Đúng cậu hả? Sao mọi người tụ tập ở đây? Sao con ở đây? Con về hồi nào? Dạ con về hồi sáng. Con mệt quá, con ngủ trong phòng á. Sao mọi người rách nát te tua vậy? Dạ thưa mọi người, mấy con gà đúng là hung dữ thiệt. Nhưng chúng ta biết tại sao chúng ta thua nó không? Tại vì chúng ta tiến công liên lạc để bị chia rẽ ra. Bây giờ điều quan trọng là chúng ta phải có một chiến thuật và phải tập hợp lại. Bây giờ bằng cách nào? Mọi người chú ý nha. Đây, con đã vẽ trước rồi. Mình cứ tưởng tượng đi, đây là khuôn viên nhà mình nè. Và đây là khu A, khu C và khu B. Bây giờ tấn công bằng cách nào? Chúng ta phải lập hai cách. Đó, chiến thuật là như vậy. Mọi người rõ chưa? Chuẩn bị đạo cụ. Giải tán. Yeah. Mọi người ơi, tập trung. Vào ngày hôm ấy, tất cả chúng tôi đã dùng lên danh lại sự tự do cho gia đình thân yêu. Và đó thật sự là một cuộc chiến đầy mệt mỏi. Điều quan trọng nhất là gì? Là gia đình chúng ta phải đoàn kết. Mọi người rõ chưa? Rõ. Nhà ăn gà mừng chiến thắng của chúng ta. Mời. Như các bạn thấy đó, trận chiến kéo dài 4 tiếng đồng hồ cuối cùng đã kết thúc và chúng tôi đã tiêu diệt gọn hết lũ gà gian ác. Quan trọng nhất là giành lại tự do, được toàn quyền sử dụng ngôi nhà cho mọi người. Chiến thắng này đối với gia đình tôi có thể gọi là một chiến thắng lừng lẫy nhất. Kể từ đó, mỗi lần gặp gà, chúng tôi không thể nào quên trận chiến mà chúng tôi đã trải qua.